Kính thưa quý khán giả của VNTV, hôm nay tôi lại được trở lại với quý khán giả qua mục Thời sự hàng tuần. Và hôm nay người khách mời của chúng tôi là ông Nguyễn Giao. Ông Nguyễn Giao trước năm 1975 là một chuyên gia kinh tế và làm việc với văn phòng của Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế của Việt Nam. Ông đã đến San Diego định cư 39 năm. Và ông đã cùng với nhiều người trong cái công tác vận động cho Đài Phát thanh Á Châu Tự Do và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Đồng thời ông cũng là một người hoạt động tích cực thành lập Hiệp hội Người Việt San Diego. Kính chào ông Nguyễn Anh Giao. Dạ vâng, thưa anh Điện, thưa quý khán giả của VNTV. Vâng, chúng tôi hôm nay đến đây để lần lượt chia sẻ với quý vị một số những sự kiện xảy ra trong tuần. Thì hôm nay ông Nguyễn Anh Giao sẽ có một số vấn đề nêu lên và chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ với quý vị. Vâng, thì ngày 4 tháng 6 cách đây 25 năm ở Thiên An Môn, tức là thủ đô của Bắc Kinh, có một cái biến cố nó rất là ly kỳ. Thế mà ngày hôm nay nếu chúng ta đọc báo mà không phải của Trung Cộng và Việt Nam thì mới được biết, trong khi ở hai cái nước tôi vừa nói đó thì hoàn toàn không có một cái tin tức gì đếm xỉa gì đến cái sự kiện đó. Anh Điện có thể cho khán thính giả tóm lược cái sự kiện này nó như thế nào không? Tại vì ý, có nhiều người nhiều ý người. Anh muốn nhắc lại cái biến cố Thiên An Môn. Vâng vâng, Thiên An Môn. Biến cố Thiên An Môn. Đúng vậy, thưa quý khán giả. Đã xảy ra đúng 25 năm, nhưng mà ngày hôm nay cả Trung Cộng cũng như Việt Nam đều bưng bít thông tin và cấm ngặt, không cho bất cứ người nào được nhắc lại chuyện này. Những người nào được nhắc lại như ở Trung Cộng là bị bắt và bỏ tù. Còn ở Việt Nam ngày hôm qua có một số tờ báo đưa lên thì chính quyền bắt gỡ xuống. Thế thì sự kiện nó như thế này. Đại cương là chúng ta biết thời đó là ông Đặng Tiểu Bình đã được phục chức và ông ta nắm những chức vụ rất là quan trọng, mặc dầu ông ta chỉ là chủ tịch quân ủy trung ương lúc đó mà thôi. Còn ông Dương Thượng Côn là chủ tịch nhà nước. Thế thì lúc đó Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang là một cái người cải cách được dân chúng quý mến. Hồ Diệu Bang chết, Hồ Diệu Bang ép phải nhường chức cho Triệu Tử Dương. Và ông Hồ Diệu Bang chết thì dân chúng cũng như sinh viên muốn tổ chức một cái lễ quốc tang, bởi vì người ta có cảm tình với ông ta. Ông ta là một người cởi mở và muốn xây dựng dân chủ, trong khi Đảng Cộng sản thì không muốn. Do đó ngày 16-17 tháng 4 năm 1989 thì sinh viên mới biểu tình và đưa ra những cái yêu sách như vậy. Lúc đó ở bên Nga cũng đã bắt đầu dưới cái trào của ông Gorbachev là đã có thay đổi. Thế thì sinh viên đòi hỏi những cái điều rất là thực tế. Thứ nhất là mở rộng dân chủ, thứ hai là diệt trừ tham nhũng, thứ ba là thay đổi thể chế, tức là ba cái yêu sách. Lúc đầu thì nó còn chưa rõ rệt vì cái công nhân lúc đó người ta thất nghiệp nhiều, tham nhũng có, và cái chương trình cải tổ kinh tế của ông Đặng Tiểu Bình lúc đó chưa có thành công. Do đó mỗi ngày thì dân chúng, đặc biệt là giới công nhân, đã bắt đầu phẫn nộ và người ta tiếp sức với sinh viên. Thế thì cái cuộc biểu tình lúc đầu nó còn nhỏ, sau nó cứ lan rộng ra mãi. Vâng, thưa anh Điện, cái cuộc biểu tình nó bắt đầu là làm cái đám táng cho ông. Vâng. Vâng, chứ không chưa chứ không đúng. Phải là biểu tình khơi khơi mà không có dính dáng. Lúc đầu đó chỉ đòi là làm cái lễ quốc táng. Vâng, vâng. Thế thì Đảng Cộng sản lúc đó là không muốn, tại vì ông Hồ Diệu Bang là người bị truất phế để thay bằng ông Triệu Tử Dương. Đấy, nhưng mà lập trường của ông Triệu Tử Dương á cũng là một lập trường cởi mở và muốn thay đổi dân chủ. Thế thì cái cuộc tập họp như vậy càng ngày nó càng lan rộng ra. Và cho tới tháng 5, tức là 15 tháng 5 thì cái chuẩn bị cho cái buổi lễ tang là ngày 24 tháng 4, thì tới ngày 22-23 là sinh viên bãi khóa. Do đó có 100.000 sinh viên tham dự những cuộc bãi khóa, và lúc đó là gần như là khắp các trường đại học cũng như cao đẳng ở Bắc Kinh, ở các tỉnh họ hưởng ứng, và sinh viên ở các nơi kéo về.
Để vừa cái... để chuẩn bị lấy an táng cho ông Hồ Diệu Bang. Và vừa... ở cái công trường Thiên An Môn nó rất là rộng. Đúng rồi. Thì đầy những người sinh viên, đa số là sinh viên. Nghĩa là không có dư một chỗ trống nào. Phải không ạ? Thế thì cái sinh viên quá lớn như vậy, và sau cái vụ đó thì thấy rằng chính quyền cứ lơ lửng, chưa dứt khoát muốn đối thoại với sinh viên hay là giải quyết cách nào, thì đồng thời có một cái lịch trình là cái viếng thăm của ông Gorbachev. Cái lịch trình ông Gorbachev từ Nga qua để viếng thăm thì cái lịch trình là ngày 15 tháng 5. Thì trong lúc đó ông Gorbachev thì đã có vấn đề cải tổ bên Nga, tức là chúng ta thấy lúc đó là có cái chiều hướng cải tổ rồi. Mà ông đến Bắc Kinh với tư cách là quốc khách của Trung Cộng. Thành ra lúc đó là bên Trung Cộng đón tiếp rất là trọng thể, và các đài truyền thanh, truyền hình và thông tin viên ở các nơi trở về, bởi vì đó là một cái biến cố lớn đối với vợ. Thì bên phía kia ông Đặng Tiểu Bình muốn chứng tỏ cho ông Gorbachev rằng cái việc mà canh tân của ông không bằng của tôi. Đó là có muốn làm như vậy. Thành ra đây này, sinh viên của chúng tôi cả 100,000 biểu tình này, chứng tỏ là nước tôi có dân chủ, có tự do, có tự do dân chủ phát biểu ý kiến. Thế thì do đó mà cho đến ngày 15 tháng 5 khi mà ông Gorbachev qua, thì đó là sinh viên vẫn biểu tình, và cái số người càng đông. Lúc đó theo cái thống kê ấy, là có đã 400 thành phố đã có những cuộc biểu tình, và đặc biệt là ngay tại Nội Mông cũng như ở Đài Loan đã lên tiếng ủng hộ, và khắp thế giới hướng về Trung Cộng, bởi vì thấy rằng là nếu mà cái phong trào sinh viên này nó có thể thay đổi toàn bộ cái thể chế chính trị ở nước mình. Vâng, đó là cái sự kiện. Thế thì sau khi mà tiếp ông Gorbachev xong, thì tới ngày 19 tháng 5 là chính ông Triệu Tử Dương đã tới gặp sinh viên trong một cái buổi gặp rất ly kỳ, tức là 4 giờ rưỡi sáng. Và 4 giờ 50 thì ông tới công trường đó và ông đọc một bài diễn văn để mà khuyên sinh viên bằng một cái giọng rất là mềm mỏng. Và ông nói là bây giờ chúng tôi lớn rồi, anh em sinh viên giữ gìn sức khỏe. Bởi lúc đó sinh viên họ bước qua giai đoạn thứ hai, tức là tuyệt thực tập thể. Thế thì dân chúng Bắc Kinh ủng hộ. Và lúc đó không còn là 100, tôi nghĩ rằng trong công trường lúc đó có vài trăm ngàn, có tới cả triệu người, tại vì dân chúng rồi công nhân tập trung về đó. Thì sau khi ông Triệu Tử Dương đến gặp sinh viên rồi, thì về bên phía Bộ Chính trị họp lại. Và ngày 20 là thiết quân luật. Mà 20 tháng 5 thiết quân luật. Và khi họp lại như vậy thì ông Triệu Tử Dương coi như bị gạt ra khỏi Bộ Chính trị từ đó. Và vắng bóng luôn cho đến khi ông chết. Thế thì tới ngày mồng 3 thì có cái lệnh đàn áp. Nhưng mà khi mà bên Bộ Chính trị ra lệnh đàn áp, tất nhiên là ông Dương Thượng Côn là trên danh nghĩa là chủ tịch nước, tức là tổng tư lệnh. Nhưng mà thật sự ra cái người nắm quyền hành lúc đó là Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình. Mà Đặng Tiểu Bình lúc đầu đó thì ra lệnh cho cái quân đoàn 38, tức là cái quân đoàn bảo vệ thủ đô, mà cái quân đoàn đó mà không phải là một sư đoàn, mấy chục sư đoàn. Nhưng mà khi quân đội dàn quân để đưa vào thì có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là tất cả các ngã đường, sinh viên cũng như dân chúng biểu tình ngăn xe tăng cũng như quân đội không vào được. Thứ hai, cái yếu tố chính đó là những quân nhân đó, những sĩ quan đó họ không muốn đàn áp. Ông Đặng Tiểu Bình mới không dùng cái đám quân đó nữa, mới kêu quân đoàn 27 và quân đoàn 28, tức là tuốt bên phía Mông Cổ về. Tức là phía biên giới, phía biên giới rất là xa nhất với Bắc Kinh. Đưa hai quân đoàn đó ngoại biên về. Và khi hai quân đoàn đó về thì đêm ngày mồng 6 rạng ngày đêm mùng 4 rạng ngày mùng 6 là toàn thành phố, và nhất là những khu mà tập trung quảng trường đó, hoàn toàn tắt hết đèn điện, không có một ánh sáng nào. Để tối đen. Và các ngã đường là xe tăng tiến và kèm theo là quân nhân lắp lưỡi lê vào. Và
vào thì tất cả những cái ngả đường lúc đó sinh viên họ chặn bằng bàn ghế, bằng xe cộ, bằng tất cả những chướng ngại vật, thì xe tăng là đến đâu ủi tới đó, và ai chống cự là bắn liền tại chỗ. Anh đây là trước khi mà thẩm quyền ở Bắc Kinh cho cúp điện á, thì hình ảnh của sinh viên biểu tình được chiếu lên CNN mà, phải không? Vâng, tức là thế giới còn được biết cho đến khi bị cúp điện. Cái lúc đó là họ theo chân ông Gorbachev, thành ra các thông tin viên ở nước ngoài còn đang hiện diện khá đông. Nhưng mà khi họ thiết quân luật, tức là ngày 20 tháng 5 đó, thì họ đuổi tất cả và ra lệnh cho tất cả thông tin viên nước ngoài phải. Nhưng mà còn ở trong đó có những người họ vẫn ẩn nắm ở trong đó được. Thành ra họ vẫn đưa được một số hình ảnh. Thế thì cái đêm tối đen đó, cái đêm kinh khủng đó đó, là quân đội đã thẳng tay đàn áp và họ bắn thẳng, không có nương tay gì nữa, và xe tăng nghiền và nát, xe tăng là nghiền nát những người biểu tình. Thành ra cái cuộc đàn áp vô cùng đẫm máu. Sau khi đàn áp thì người nào chạy được thì chạy, người nào bị bắt thì bị bắt. Còn thì là đến khoảng đó, khoảng 4 giờ sáng, tức là cái cuộc hành quân đó, thì lúc đó xe vòi rồng chở nước tới xịt rửa sạch tất cả máu me, còn xác người chết nọ bốc lên bỏ lên các xe vận tải bịt bùng đưa đi mất tiêu, không ai biết. Thì đó là cái đêm đẫm máu như vậy. Thì truyền thông thế giới hình như họ cũng ước tính cái số người bị chết, không anh Điện? Vâng, các cái thông tin viên nước ngoài cũng như các cái nhà bên ngoài đó thì người ta ước tính nó vào khoảng từ 2.600 tới 3.000 người bị giết trong đêm đó. Nhưng mà những người có thân nhân ở đó đó thì họ ước lượng con số cao hơn nhiều, có thể là trên 5.000. Về phía chính quyền đó thì họ nói là chỉ có khoảng 1.000 thôi. Nhưng mà cái con số chính thức cho đến bây giờ không ai biết, bởi vì tất cả những người chết, những xác chết, những người đó là chính quyền đem đi hết và tiêu hủy hay vứt đâu đó, không còn ai biết nữa. Và trong sách báo cũng như là sử của Trung Cộng không hề nói đến cái sự kiện này, chứ đừng nói số người chết. Vâng, cho đến ngày thì nay. Sau đó là Trung Cộng ra lệnh là tất cả những cái chuyện nhắc tới Thiên An Môn là tuyệt đối cấm. Thành ra cho đến ngày nay, nếu ai truy cập vào, thứ nhất là cái ngày mồng 4 tháng 6. Đụng cái ngày mồng 4 tháng 6 là trên hệ thống nó tự động nó delete mất. Hoặc là nói tới chữ Thiên An Môn, tức là Thiên Que gì đó, Thiên An Square. Thì tất cả những cái chữ đó khi mà ai click vào để tìm trong các cái hệ thống internet là nó tự động delete hết. Thành ra đó mà ngày hôm nay, cho tới ngày hôm nay, ở Hồng Kông, ngày hôm qua ở Hồng Kông có 200.000 người biểu tình. 200.000 người biểu tình để mà vinh gọi là nhớ đến những cái sự kiện đau thương bi đát đó. Do đó thưa anh Giao và thưa quý khán giả, đây là một cái sự đàn áp đẫm máu, là một cái vết đen và nói lên cái sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Bắc Kinh. Và cảm ơn quý thính giả, bởi vì giờ đã không cho phép chúng tôi được nói nhiều hơn. Cảm ơn quý thính giả, để gặp quý thính giả trong một chương trình khác.